Bà thấy như con á là tỷ số ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu hả bé? À là 5-0. Bạn ơi, nếu như mà được nói một lời nào đó với đội tuyển thì bạn sẽ nói gì ha? Nam vô địch. À, theo như bạn thì tỷ số trận đấu ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu? Tỷ số trận đấu lần đi sẽ 2-1 nghiêng về Việt Nam. Sẽ là bao nhiêu và nghiêng về đội nào ha? 1-0 nghiêng về đội Việt Nam. Còn bạn thì sao? Em thích tỷ số 2-1 hơn. Nếu như mà được nói một lời gì đó tỷ lúc này thì các bạn sẽ nói gì? Việt Nam cố lên. Việt Nam cố lên.